có đồ cái gì cũng bị chúng ta có lễ thờ mà chúng ta để đi mặt này trước và chúng ta để theo phòng bên trái nha, bên trái quanh kia và bên góc bên đây là cái nước thánh mà nổi nha vị, bên trái đây, bởi vì là muốn mua nhang hoa đèn thì chúng ta cái góc kia là chúng ta mua nha, và bạn theo thấy là chúng ta mua cái bó 50 bạc là ok rồi. Thank you.